Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin các nước khởi kiện Trung Quốc, Tập Cận Bình đợi hầu tòa. Trong khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành ác liệt trên toàn cầu, các chiến dịch kiện Trung Quốc đang được tiến hành ở khắp nơi, đòi chính phủ Trung Quốc phải bồi thường về những thiệt hại do viêm phổi Vũ Hán gây ra cho khắp nơi trên thế giới, với hơn 100.000 người đã chết và hàng triệu người đã nhiễm bệnh. Và trong vòng chưa đầy một tháng, hơn 5.000 cá nhân và doanh nghiệp Mỹ đã đệ đơn kiện tập thể tại Florida, đòi chính phủ Trung Quốc bồi thường vì những thiệt hại do viêm phổi Vũ Hán gây ra đối với họ. Đây là hình ảnh thông tin về các vụ công dân Mỹ bắt đầu kiện chính phủ Trung Quốc trên trang web loft.com. Tại bang miền Nam Florida, Mỹ, một nhóm các cá nhân và doanh nghiệp đã đệ đơn kiện lên tòa án quận liên bang vào ngày 12 tháng 3, 2020. Vụ kiện gồm hàng nghìn nguyên đơn từ khắp đất nước, bao gồm các cá nhân bị nhiễm dịch bệnh và các công ty lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nạn dịch bệnh này. Các nguyên đơn cho rằng họ đang chịu thiệt hại lớn do những sai lầm của chính phủ Trung Quốc trong việc ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ngay từ lúc ban đầu, và với những thông tin chính phủ Trung Quốc đưa ra và họ không tin tưởng vào những số liệu đó vì có thể đã bị giấu giếm. Và nguyên đơn tố cáo chính quyền Trung Quốc ngay từ đầu đã biết rõ viêm phổi Vũ Hán là nguy hiểm và có khả năng lây ra thành đại dịch, nhưng phản ứng trì trệ hoặc che đậy thông tin vì lợi ích kinh tế của chính họ. Công ty luật Batman, một trong những nguyên đơn, cho biết như sau: vụ kiện của chúng tôi liên hệ đến những người bị thiệt hại về thể xác vì bị lây nhiễm virus, và vụ kiện cũng liên hệ đến những hoạt động thương mại mà Trung Quốc đã tiến hành trong những chợ buôn bán đồ tươi sống. Và chúng ta cũng đã chứng kiến hình ảnh những khu chợ rất lớn của Trung Quốc bán các loại động vật hoang dã, và rất có khả năng từ đây lây lan từ con rơi và những động vật khác thành một chủng virus mới mà bây giờ nhân loại chưa có thuốc chữa. Và các nguyên đơn cho rằng chính phủ Trung Quốc cần phải chịu trách nhiệm và yêu cầu chính phủ nước này bồi thường cho sai lầm đó. Các vụ kiện tương tự đã được đệ trình tại bang Texas, Nevada nhằm chống lại chính phủ Trung Quốc khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng trên khắp nước Mỹ và chưa biết đến hôm nào có thời gian chấm dứt được. Và bản thân hãng luật Batman đã nêu ra những trường hợp đặc biệt về hoạt động thương mại và tổn thương cũng như là tổn hại cá nhân, dùng đạo luật về miễn trừ cho quốc gia khác làm căn bản pháp lý để kiện Trung Quốc. Tên viết tắt của đạo luật này là FSIA. Đây là hình ảnh trụ sở của công ty luật Batman tại Florida. Tuy nhiên, giáo sư Kim Kainer, trường luật Đại học Hastings, California tại San Francisco, lại không đồng ý với luận điểm này, và ông bảo rằng nếu bạn đọc bất cứ điều khoản nào trong quy định trong FSIA, tức là điều luật này, viết rất rõ về tổn hại cá nhân, thì việc hành xử của các giới chức Trung Quốc cần phải xảy ra trên đất Mỹ để luật được áp dụng, và không có cáo buộc về hoạt động thương mại tại đây. Bạn không thể kiện nước ngoài vì những quyết định chính sách của họ được. Đây là ý kiến của bà. Đạo luật FSIA của Mỹ nhằm ngăn chặn người dân kiện các quốc gia khác ngoại trừ những trường hợp cụ thể. Ông Stephen Carter, chuyên gia luật tại Đại học Yale, cũng cho rằng đơn kiện không nằm trong các trường hợp ngoại lệ của FSIA. Dù vậy, hãng luật Batman vẫn khẳng định đơn kiện tập thể nằm ngoài quy định hạn chế của FSIA, và ngày số lượng người tham gia vụ việc kiện này ngày càng tăng, và khủng hoảng kinh tế diễn ra chưa biết đến lúc nào dừng. Và trong lịch sử của Hoa Kỳ, luật không chính thức về trách nhiệm quốc tế về những thiệt hại do một nước khác gây ra được công nhận lần đầu tiên trong vụ trọng tài Trinidad trong những năm 1920, đã từng xảy ra sự kiện tương tự như vậy và cuối cùng cũng được đưa ra xét xử. Đây là hình ảnh vụ việc Trinidad, một trong những sự kiện xảy ra vào năm 1920 và đã được đưa ra xét xử. Một công ty nung chảy kim loại British Columbia, Canada đã phát thải khí độc và gây thiệt hại khu rừng và mùa màng xung quanh khu vực và xuyên qua biên giới Mỹ, Canada tại tiểu bang Washington. Một tòa án được thành lập tại Canada và Mỹ để giải quyết tranh chấp, và chính phủ Canada đã đồng ý bồi thường. Các học giả về luật có kết luận,
tương tự về trách nhiệm của Trung Quốc trong việc làm lây lan dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ra toàn cầu. Và điều này rõ ràng đã được chứng minh bằng hình thức khởi tán loại virus nguy hiểm này từ Vũ Hán, Trung Quốc, và bây giờ nó có mặt ở Mỹ xuyên quốc gia và gây ra hậu quả khủng khiếp. Ông Russell Miller, giáo sư luật tại Đại học Washington, nói nếu Canada có luật môi trường tốt, công ty nung chảy kim loại sẽ không làm ô nhiễm môi trường và sẽ không gây thiệt hại tại Mỹ. Có vẻ như có liên hệ ở đây. Nếu Trung Quốc giữ một chế độ quy định an toàn thực phẩm thích hợp, thì thiệt hại sẽ không lan rộng. Và ông William Stark, luật sư tài chính tại Chicago, nêu rõ là tốt hơn hết Trung Quốc nên nhận trách nhiệm như Canada đã từng làm trước đó và phải chịu bồi thường thiệt hại cho các nước liên quan. Và đương nhiên, bao gồm có rất nhiều nước trên thế giới, có cả Việt Nam. Và Viện Nghiên cứu Harry Jackson của Anh vào hôm 5 tháng 4 cũng đã công bố một báo cáo với tiêu đề Bồi thường virus Corona. Báo cáo cho rằng nhóm G7 có thể kiện Trung Quốc đòi bồi thường ít nhất là 4.000 tỷ đô la vì chính quyền Bắc Kinh che đậy và che giấu dịch viêm phổi Vũ Hán, khiến hàng chục ngàn người trên thế giới tử vong và nền kinh tế thế giới G7 đã phải chịu thiệt hại nặng nề. Và các bạn cũng đã chứng kiến người dân các nước dân chủ và tự do hiện nay đã phải tự cách ly ở nhà để tránh ảnh hưởng sự lây lan của bệnh dịch bệnh từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp một phần của trang bìa báo cáo của Viện Nghiên cứu Henry Jackson của Anh vào ngày 5 tháng 4 với tiêu đề Bồi thường virus Corona. Báo cáo cho biết các nước G7 đã chi ít nhất 3,2 nghìn tỷ bảng Anh, tức là tương đương với 4 nghìn tỷ đô la để đối phó với các dịch bệnh và cứu nền kinh tế của mình khi chính phủ buộc công dân phải ở nhà để tránh sự lây lan tiếp tục của loại virus nguy hiểm chưa có thuốc chữa này. Báo cáo khẳng định nếu Trung Quốc cung cấp thông tin chính xác trong giai đoạn đầu, dịch bệnh đã không rời khỏi nước này. Tài liệu cho rằng Trung Quốc đã vi phạm 10 điều luật, trong đó có điều lệ y tế quốc tế, viết tắt là IHR, vốn được siết chặt sau đại dịch SARS được xảy ra vào năm 2003. IHR cũng quy định các quốc gia phải theo dõi và chia sẻ dữ liệu liên quan đến sự lây lan, mức độ nghiêm trọng và sự truyền nhiễm của bất cứ mầm bệnh nào có khả năng lan rộng trên phạm vi quốc tế. Và nay thì loại cúm Vũ Hán lây lan từ Trung Quốc đã tràn ra toàn cầu và Trung Quốc đã không cung cấp đầy đủ những thông tin đó cho quốc tế. Và theo Viện Nghiên cứu HGS, Trung Quốc đã vi phạm quy định rằng tại IHR bằng cách che đậy dữ liệu và trừng phạt các bác sĩ muốn nói lên sự thật. Và điều đó các bạn cũng chứng kiến, người bác sĩ của Trung Quốc đã thiệt mạng vì chính loại virus này và ông trước đó đã bị chính quyền Trung Quốc gây khó khi công bố. Và nghiên cứu của HES cũng chỉ ra cụ thể vi phạm của chính quyền Trung Quốc bao gồm những điểm như sau. Chính phủ Trung Quốc không công bố dữ liệu, tiết lộ, bằng chứng cho thấy viêm phổi Vũ Hán truyền từ người sang người khoảng thời gian tối thiểu và tối đa là 3 tuần kể từ khi biết về nó. Điều này vi phạm điều 6 và điều 7 trong quy định của HER. Thứ hai là cung cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới thông tin sai lệch về số người nhiễm từ ngày 2 tháng 1 năm 2020 cho đến ngày 11 tháng 1 năm 2020, vi phạm điều 6 và điều 7 của IHR. Thứ ba, không cấm vật chủ trung gian lây truyền virus, thay vào đó lại thúc đẩy sự tăng nhanh của các loài vật chủ nguy hiểm cho con người tiêu thụ, vi phạm điều 12 của Công ước Quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Thứ tư là cho phép 5 triệu người, tức là tương đương với quy mô của vùng đô thị San Francisco ở California hoặc ở Mỹ, và gấp khoảng 5 lần thành phố Birmingham của Anh rời khỏi Vũ Hán trước khi áp dụng lệnh phong tỏa vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, mặc dù đã biết bệnh truyền từ người sang người. Và điều này rất nguy hiểm khi 5 triệu người này đã tản đi khắp thế giới. Họ có thể đến những nước Mỹ, Đức, Anh, Pháp và những nước khác và từ đó lấy bệnh tiếp tục cho những người khác. Và theo báo cáo, việc thiếu thông tin làm chậm phản ứng của đối với virus, chẳng hạn như sự thiếu sàng lọc đi lại. Trước đó, một nghiên cứu của đại học tại Anh đã chỉ ra rằng nếu các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt được đưa ra 3 tuần trước thì sự lây lan của bệnh dịch sẽ giảm tới 95%. Đây là một con số rất lớn và qua đó cũng sẽ giảm số người bị nhiễm, số người bị chết hiện nay trên toàn cầu. HGS cũng kêu gọi thành lập liên minh khởi kiện Trung Quốc vì chính quyền nước này thường phản ứng hung hăng với các mối đe dọa trên trường quốc tế. Đây là hình ảnh chụp từ video giới thiệu báo cáo của HGS. Thừa nhận là sẽ có nhiều khó khăn để khởi kiện,
báo cáo đưa ra 10 phương án tiềm năng để chống lại Trung Quốc ở khắp các địa điểm tài phán trong nước và quốc tế. Và ngay cả điều này, bản thân Việt Nam cũng có thể học hỏi và kiện lại Trung Quốc khi đưa đủ chứng cứ và dữ liệu. Và khởi kiện do tranh cãi xung quanh IHE là hành động chưa từng có tiền lệ. Nhưng cơ sở nghiên cứu này cho rằng đã có những khuôn khổ trong Hiệp định Thương mại Tự do cũng như những quy định trong Tổ chức Y tế Thế giới cho phép thực hiện điều này. Báo cáo cũng lập luận rằng các luật sư quốc tế có thể sử dụng các điều khoản liên quan để duy trì những quy tắc quốc tế. Những khuyến nghị được HGCS đưa ra gồm sử dụng tòa trọng tài thường trực, tòa án công lý quốc tế hoặc là tòa án Hồng Kông giải quyết tranh chấp song phương thông qua các hiệp định đầu tư song phương và các hoạt động kiện tụng lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Viện dẫn các quy định trong thỏa thuận đầu tư, thậm chí là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Và tòa án trong nước và tòa án Trung Quốc cũng là phương án mà HGCS gợi ý có thể đưa ra khởi kiện Trung Quốc. Và báo cáo khẳng định chiến dịch này sẽ đòi hỏi sự can đảm và đoàn kết toàn cầu. Ông Mathieu, đồng tác giả báo cáo cho rằng người dân Trung Quốc hiện nay với hơn 1,4 tỷ người cũng là nạn nhân vô tội bởi sai lầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng cướp đi sinh mạng ngay tại Trung Quốc rất nhiều. Ông phát biểu thêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không tiếp thu bài học giáo huấn nào từ sau thất bại ở đại dịch SARS. Những sai lầm ngớ ngẩn, dối trá và chiến dịch nhiễu loạn thông tin lặp đi lặp lại của chính quyền Trung Quốc từ khi bắt đầu đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây ra những hậu quả chết người này. Và thế giới đã chứng kiến hàng loạt các nước liên tục phải có những biện pháp cách ly và nền kinh tế của họ cũng suy sụp nhanh chóng vì đại dịch đến từ Trung Quốc. Và cùng thời điểm này, Ấn Độ cũng đã tiến hành kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc vì để lây lan dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Thì đây là điều hết sức đặc biệt khi một chính phủ đứng ra kiện. Đây là hình ảnh đám đông công nhân và lao động nhập cư Ấn Độ bị mắc kẹt tại thủ đô, chen lên xe buýt trở về quê vì toàn quốc phong tỏa do sợ lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vào ngày 29 tháng 3 năm 2020 tại Carispat, ngoại ô của New Delhi, Ấn Độ. Tờ Apple Daily đưa tin vào ngày 5 tháng 4 cho biết Ủy ban Luật gia Quốc tế của Ấn Độ, viết tắt là ICC, và Hiệp hội Luật sư Ấn Độ đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ Trung Quốc bồi thường vì đã khiến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan khắp toàn cầu gây ra tổn thất to lớn. Bản khiếu nại do Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Ấn Độ và Chủ tịch ICC soạn thảo đề cập rằng đại dịch đã gây ra sự mất cân đối trong cung và cầu hàng hóa trong nền kinh tế Ấn Độ, cũng như những ảnh hưởng từ việc cách ly người dân. Bản kiến nghị nói, các hoạt động kinh tế của Ấn Độ bị đình trệ là do ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương và nền kinh tế toàn cầu. Điều này đã tạo thành một cú đánh lớn. Đơn khiếu nại này cũng chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên kế hoạch cẩn thận một âm mưu lây lan virus trên toàn thế giới. Đây là hành động vi phạm quy định y tế, quy định về điều khoản nhân quyền của quốc tế và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Đây thực sự là những điều mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt khi một quốc gia Ấn Độ đứng ra kiện. Và do đó, Ấn Độ đã khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Theo tờ Business News của Ấn Độ, trong những ngày gần đây, cựu Bộ trưởng Nội vụ Pakistan và Thượng nghị sĩ Rehmat Lid của Đảng Nhân dân Pakistan đã viết thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio, đề nghị ông thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra xem virus này có phải là nhân tạo hay không và nguồn gốc của nó từ đâu mà đến. Và cho đến nay, Trung Quốc vẫn luôn chối cãi. Và trong một diễn biến khác liên quan, hãng tin CNA vào ngày 2 tháng 4 từ Roma, Ý đã dẫn lời Hồng Y Bong Po, Tổng giám mục của Rangoon của Myanmar, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Châu Á, khẳng định các nước nghèo đang phải gánh chịu đại dịch viêm phổi Vũ Hán vì sự bất cẩn và đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh đang nợ một lời xin lỗi và phải bồi thường thiệt hại. Ông nói như vậy. Và chiến dịch lên án Trung Quốc và đòi Đảng Cộng sản nước này phải bồi thường về những thiệt hại to lớn cả trên phương diện vật chất và tinh thần sẽ còn tiếp tục lan truyền trên diện rộng. Bởi viêm phổi Vũ Hán đi đến đâu là mang tai họa đến đó, cũng như mất công việc làm, nhiều cái chết đã ập đến những người dân vô tội khắp nơi trên thế giới.
Trung Quốc phải chịu trách nhiệm chính vì đã gian dối trong việc công bố số liệu nhiễm bệnh và tử vong, khiến nhiều chính phủ chủ quan, đồng thời còn tuyên truyền để đổ tội cho các nước khác đã gây ra đại dịch này. Đó là điều mà Trung Quốc vẫn làm từ trước đến nay. Và đúng như Tổng giám mục Rangkol đã nhận định như sau. Dối trá và tuyên truyền đã khiến sinh mạng của hàng triệu con người ở khắp nơi trên thế giới bị rơi vào vòng nguy hiểm. Và đứng trước các cáo buộc và nhiều vụ kiện đang nhằm vào nhà cầm quyền ở Bắc Kinh, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà người đứng đầu là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã che giấu sự nguy hiểm của dịch bệnh này và làm lây lan, giết chết tới hàng trăm ngàn người dân trên thế giới. Và hiện nay, hàng triệu người đã bị nhiễm bệnh và tiếp tục con số sẽ còn tăng. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch từ Vũ Hán. Họ cũng có thể kiện chính phủ Trung Quốc và yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại hàng tỷ đô la cho nền kinh tế của mình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020 với bản tin Trung Quốc liên tục vướng vào vòng lao lý vì viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.